Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-756-0964. Quý vị đang theo dõi phần tin tức nổi bật ngày hôm nay với Vũ Trung, Hoàng Trọng Thụy. Và song song với những cái tin tức từ Việt Nam thì ở nước ngoài này một cái vấn đề rất lớn hiện nay đang nổi trội và tạo nên cái sự quan tâm, trong đó kể cả các phụ huynh của các sinh viên của các trường đại học từ Columbia, New York cho tới UCLA. Qua những cái vụ biểu tình vừa qua đó, cuộc biểu tình thì nếu mà anh theo dõi thì thấy rằng là đa số các sinh viên họ thậm chí mang những cái khăn rằn ri. Chúng ta nhớ tới Bến Tre trong nước anh này. Mình quê. Nhưng mà không ngờ cái khăn rằn ri mà đại diện cho người Palestine đó, PLO, nhóm mà cái giải phóng người Palestine đó, thế mà có cái biểu tượng của cái khăn rằn ri đó là người ta thấy là Hồi giáo, ủng hộ Hồi giáo. Nhưng mà anh qua các bản tin này, anh thấy mục tiêu của sinh viên là như thế nào? Thứ nhất phải trình bày đó, đối với cá nhân tôi đã từng trải qua cái thời kỳ Woodstock, The Beatles, thời kỳ mà biết về Jane Fonda đi ra thời kỳ mà cuộc phản chiến từ Mỹ cho tới sinh viên ở trong nước, sinh viên miền Nam ở trong nước, nó có những cái điểm căn bản. Thứ nhất, tuổi trẻ thường rõ ràng là nông cạn, nhưng mà tại vì cái tầng lớp sinh viên được xem như elite của cả một cái vùng đất. Sài Gòn là những thành phần sinh viên, là thành phần ưu tú. Ở đâu cũng vậy. Thì họ lại là những người nông nổi và lý tưởng. Có nhiều khi lý tưởng không phải chỗ. Đời thuở nào mà ủng hộ miền Bắc để chống quân đội Mỹ vào miền Nam. Cho nên mới có ra những cái mâu thuẫn bất đồng. Và hiện nay thì Palestine sinh viên và Do Thái sinh viên bắt đầu có những cái đụng chạm với nhau, impact bằng physical, bằng đó. Bạo động. Thì cái người mà đã trải qua kinh nghiệm rồi thì họ không giải thích được. Tuy nhiên cũng phải cảm thông rằng con người có một thời, có thời tuổi trẻ, nó hăng say, không biết sợ là cái gì cả. Thế bây giờ quý vị có thể tưởng tượng kinh tế như thế này, mà bây giờ lực lượng cảnh sát đang phải đủ thứ việc, rồi chính quyền, rồi ông Trump đang ra hầu tòa, rồi Ukraine đang thiếu lính, vân vân. Hiện nay là nó rối beng hết. Nhưng mà anh thấy đó cũng là một cái điểm son của nước Mỹ, cái sự tự do biểu lộ quan điểm, biểu tình. Lẽ đương nhiên là họ không chấp nhận bạo động, bởi vì rõ ràng là cảnh sát dẹp, bởi vì các sinh viên này chiếm lãnh các khuôn viên trường đại học, gây ảnh hưởng. Anh được quyền biểu lộ cái sự tự do tư tưởng của anh, nhưng mà không thể gây ảnh hưởng đến người khác được. Anh có thể đứng ở ngoài, mà thậm chí anh xuống lề đường là cũng không được, bởi vì anh cản trở lưu thông. Anh có thể đi tuần hành trên vỉa hè, đi bộ cầm bảng, thì cái chuyện đó không ai ngăn cản được. Nhưng mà một khi anh đập phá, anh tấn công vào khuôn viên, anh ngồi lì ở đó gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, thì xem như phạm pháp. Thì cái tự do nó cũng có cái giới hạn ở đó. Tôi nghĩ là sinh viên và nhiều người Mỹ hơn ai hết họ hiểu những cái điều căn bản đó. Thế nhưng mà họ quên một điều rằng là họ chỉ biết cái giá trị của tự do khi họ không còn tự do nữa. Còn khi mà họ sống được tự do rồi, đầy đủ rồi, họ quên rằng là họ đầy đủ và quên rằng cái đó là những cái tự do mà nhiều người dân trên thế giới không có. Cho nên họ mới đi đến cái chỗ họ ngược lại nguyên tắc của tự do, tức là làm những cái cản trở trên đường đi, trong môi trường, cản trở cả những việc học hành của các sinh viên khác, lễ ra trường của các sinh viên khác. Cái đó nó không đúng. Như anh nhớ đó, trước khi cái vụ này xảy ra, khi mà xảy ra cái vụ mà tấn công vào rồi đó, là cả những người mà ủng hộ cho người Hồi giáo, ủng hộ người Palestine, họ tràn xuống đường phố, freeway. Họ ngăn cản xe cộ để họ yêu cầu là ngừng bắn để giúp đỡ cho người Palestine. Nhưng mà cái khó khăn ở đây đó, mình nói như vậy, nhưng mà ngược lại mình nhìn thấy những cái hành động của quân đội Do Thái mà giết hại thường dân Palestine mà lên tới 34.000, anh thấy cũng nhẫn tâm phải không ạ? Nhẫn tâm quá, và ngay cả cái để giải thích cho nó ra rốt ráo vấn đề thì cũng không được. Anh Do Thái được cái hậu thuẫn đầu tiên là gì? Là bị tấn công trước. Rồi anh tìm cách anh trả đòn để anh tồn tại. Nhưng mà rồi chính vì cái sự tồn tại, cái nguyên tắc cứng nhắc của mình mà anh đẩy đi luôn. Anh đẩy đi luôn.
thành ra đi đến chỗ quá đáng và bắt đầu dư luận và với xảy ra những cái vụ biểu tình sinh viên. Nhưng mà thưa anh, có một cái điều này nói thật với quý khán giả đó. Có một người ở miền Nam nó nói tôi cũng là người có vai vế mà biết việc. Họ nói rằng là ông Mỹ này đó, khi mà ông không đồng, mình không đồng ý với ông một cái gì đó, là ngày hôm sau là sinh viên Sài Gòn biểu tình ngay. Không biết là thực hư như thế nào. Thì qua cái chuyện này tôi thấy là người ta có thể, những người làm chính trị đó, nội thù trong nước Mỹ cũng có mà ngoài nước Mỹ cũng có, họ cũng dựa vào cái thành phần nhiệt tình như sinh viên đấy, để họ thực hiện theo cái ý định của họ, tạo áp lực cho Do Thái chẳng hạn, để đấy, ông Netanyahu nói sao phải nghe, rồi đồng thời cũng là tạo áp lực trên cái chính quyền Mỹ hiện tại, vân vân và vân vân, có nhiều cái kiểu như vậy. Nhưng mà thưa anh, mình ngược lại nhìn lại cái qua cái việc mà biểu tình này đó, mình thấy ở các quốc gia mà họ đang chống Mỹ, Việt Nam ngày xưa miền Bắc đó, họ khi mà sinh viên miền Nam biểu tình họ mừng lắm, anh có biết, rất mừng. Mà trong số đó kể cả những người gọi là sympathizer, những người cảm thông cho cộng sản, và họ cứ bị tuyên truyền nói rằng là cái chúng tôi ở đây đó là tìm cách thống nhất chống lại đế quốc đe dọa của ngoại xâm tấn công về Việt Nam. Cái lòng yêu nước đó đã khiến cho những người sinh viên ở miền Nam đó nghe theo những cái tuyên truyền của miền Bắc, mới thấy rằng cái cuộc chiến chống đối của mình là có lý tưởng thực sự là giải phóng miền Nam để thoát khỏi ngoại xâm. Còn cái chuyện mà Việt Nam rơi vào tay cộng sản, cái chuyện đã tính sau, nhưng mà họ nói rằng cái hành động, và đó là lý do rất nhiều người đã rời bỏ miền Nam, những người trí thức miền Nam rời bỏ miền Nam không để tập kết không ra Bắc. Phải không, người ta mà khi mà nó đụng đến cái quả tim, cái lòng yêu nước, cái nhân tính đó, thì họ cứ nó trỗi dậy, họ sẽ phủ nhận hết tất cả những cái lý lẽ qua lại, tại sao lại như vậy, tại sao lại phải đánh nhau, họ sẽ cố quên đi, thì họ bảo đánh nhau chết là không tốt. Nhưng mà thực sự ra trong đó có một cái sự tự vệ mà không tự vệ đấy. Và vì thế chúng ta mới thấy rằng bây giờ các quốc gia Hồi giáo đó, trong đó Iran đó, sáng nay Iran tuyên bố là ô, các sinh viên này rõ ràng là đã đi theo với hướng của chúng tôi chống Do Thái, tức là họ biến những cái sinh viên này là về phía họ. Cho nên phía Iran ngày hôm nay tuyên bố đó, những sinh viên nào bị đuổi khỏi trường đó, chúng tôi mở rộng vòng tay cung cấp học bổng toàn phần cho các sinh viên UCLA hoặc bất cứ sinh viên nào mà chống Do Thái. Tức là họ nói rằng kể cả cái việc mà họ xuống đường biểu tình, người đó là người Do Thái hay là người Hồi giáo gì cũng không cần biết, miễn các anh bị suspend, các anh bị đuổi, thì chúng tôi nhận các anh vào với học bổng toàn phần. Và họ dựa vào cái sự chống đối của các sinh viên này để cho thấy, đó, chúng tôi thấy không, cái nỗ lực của người Palestine từ thập niên 50, 1948 cho đến giờ phút này, đòi hỏi cái đất nước của họ từ sông ra biển là điều mà áp lực với thế giới, và muốn rằng Mỹ, Do Thái và quốc tế phải công nhận cái chủ quyền của người Palestine. Biết bao những sinh viên miền Nam, những người miền Nam đó, cũng vì những cái hiền lành, không thích chiến tranh, mà cuối cùng mà cuối cùng vỡ mặt ra, phải không ạ? Cũng vỡ đầu, vỡ đầu chứ mày vỡ mặt nữa. Rồi sinh viên Mỹ, ví dụ Dương Thu Hương, những người mà thậm chí đó là trí thức miền Bắc luôn nữa, và cũng bị ảnh hưởng của tuyên truyền. Chứ không, mình không nói tới những người mà miền Nam vì sau này hối hận hay cái chuyện gì đó, phải chi ngày xưa đừng có thế, phải không ạ? Ngay cả những thành phần mà đảng viên Đảng Cộng sản về sau này đó, nhìn thấy cái thực tế mà mình đã đấu tranh, thậm chí hy sinh, bị tù ấy, tù Côn Đảo, bị nhà cầm quyền Việt Nam miền Nam á bắt ra Côn Đảo nè, Côn Sơn vân vân á, sau này họ cũng cái gì cũng phải có một cái thời gian để mà trưởng thành lên. Kể cả những người trí thức miền Nam mà bỏ vào mật khu đi theo giải phóng miền Nam đó. Rồi với thời gian khi ra đến thực tế rồi, về đến thành phố rồi, yên bình rồi, thì họ học một cái bài học. Cũng tựa như giống như ngày xưa miền Nam khi trao trải tù binh đó, đi qua cái cầu Bến Hải đấy. Thì bên này trang bị cho họ nào là đồ hộp, quần áo lầy lặn. Rồi đến khi bước sang cầu Bến Hải để về cái làn danh phía Bắc, miền Bắc Việt Nam, thì tự động không ai bắt, chẳng ai dí súng, tự động vứt bỏ tất cả những cái ba lô, những cái quần áo, những cái túi sách
để về bằng hai bàn tay trắng. Và cuối cùng thì chúng tôi Vũ Trung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm các bản tin nổi bật vào tuần tới. Cảm ơn Vũ Trung rất nhiều. Trân trọng kính chào.